đấy, đọc được mà không biết làm kiểu gì đấy. Gửi lời mời, gửi lời mời. Đây là của em này. Trăng ngần. Đúng rồi, các bạn sát bên kia bảo là mọi người gửi lời mời, gửi lời để mà PK mọi người nhá. Tụi em đang vào công nghệ. Ôi chà, ôi này, nhân viên kiểu này thì toàn hết rồi. Sao lại tắt đi lại lại? Không ngắt kết nối khi đang mời. Đang mời rồi đấy, bảo mời rồi mà. Đấy, đang chờ để xem cháu. Các chú thì nằm chờ. Đấy, nằm đợi dài dài răng ra không thấy gì cả. Ơi sao like để like vui thế thôi chứ còn nhân viên giờ mà. Ừ. Do đi học khóa bấm nút TikTok. Chỉ cần bấm nút. Ừ. Bấm nút TikTok đây. Nhân viên live stream chuyên nghiệp và bây giờ là không biết bấm nút đâu. Bán đi 2-3 ghim. À mình hãy bán từ bên này sang bên đấy. Ôi dồi, bên này bên lên 4k4 rồi mà. Để kéo lên đấy. Đấy không? Đang đâu vậy anh? Đang tắt sang đi đây view cao hơn nhiều kìa. Ông Hoàng không về một cái vợ đi. Đời đồ này đi thì mình sẽ về một vợ mới nhá, yên tâm nhá. Gác, nhưng mà em mà đi thì ai gác bây giờ. Nhưng mà mình em đi là mình bù này. Thiếu hơi mà. Nào bù tay chân gác vào nhau mà. Đấy, nghe tiếng gáy. Nghe từng ngày rồi quên rồi mọi người. Đấy. Bên này ngáy, bên này ngáy. Ở giữa mình cũng ngáy luôn. Ba anh em khi nhau ngáy. Không ngáy là không chịu được. Mặc dù thường còn giường còn thường nhiều đấy. 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 Vẫn phải nằm sát vào nhau thì nó mới ngủ được. Mới ngủ được. Đang ở nghe. Bật cái tắt rồi đúng không? Bảo tắt lại lại đi. Bảo tắt lại lại đi thì được đúng không? Mình gửi lời mời. Không thể không mời vợ đi cả. Bên này thì view lên cao nhỉ? 5k view để kéo lên mà. Bên kia thì các cháu thì lại được hơn 100 view thì tiếc. Đấy. Hơn 100 view thì tiếc, không dám tắt. Được thì chú anh Hoàng. Ôi trời ơi. Đừng ta chủ hơn không ta đâu. Bao trên bùn binh à. Đấy. Như kiểu bao con sâu nó quấn vào nhau. Đấy. Công ty Hoàng Tiến này thì công. Công ty Hoàng Tiến kính chào quý khách. Công ty Hoàng Tiến chúc quý khách. Chúc quý khách buổi tối thật là vui vẻ. Tao làm sao? Mai đi.
công ty Hoàng Tiến chúc đội tuyển Anh thành công tốt đẹp, vô địch Euro 83-86. Hoàng trắng phát luôn nha. Nôi ngủ ở dưới bạn. 83-86 phát tài phát siêu. Cả lúc đó anh Tiến vào, anh vào rồi, anh vào lâu rồi. Tây Ban Nha vô địch à? Hôm nay nhiều fan Tây Ban Nha quá nhỉ? Hoàng Nam rủ anh những em đi. Hai anh hai ngủ gần nhau thế. Gimbrilla đúng không? Gimbrilla đi em. Kim sản phẩm mới đi. Bắt đầu mà. Em xin chào công ty Hoàng Tiến nha. Công ty Hoàng Tiến cái logo nhà công ty Hoàng Tiến nha. Mấy gì mày? Ơ nhưng mà có tàu hàng chưa? Có rồi. Có rồi à? Em đang ghi nha. Hình như mình chưa mở tiếng nha. Tiếng đi. Ở đấy. Vâng, em nghe thấy rồi. Nhưng mà phải nhớ khán giả. Có set nào để tặng quà cho các bạn đi. Bây giờ tặng bao nhiêu set em ơi? Không, bây giờ hỏi chú chứ. Ở đây bọn em phải hỏi chú. Bao nhiêu set chú ơi, chú đừng lên tiếng. Đối tác gì nhỉ? Đối tác chiến lược nha. Đối tác chiến lược của Quang Linh Global. Hôm nay là nhân dịp gì nhỉ? Chung kết Euro. Tặng chung kết Euro. Tặng 5 set du lịch đi. Chú ơi, chú theo Tây hay chú theo Anh? Đúng rồi. Các bạn sang bên kia để nhận quà nhá. Đúng rồi. Wow. Chúng ta mình lên là em nghĩ là lên để đoạn chiến thắng nhỉ? Chúng ta sẽ tổ chức mini game đoán đội nào chiến thắng. Để cho các bạn là để giá 1k ấy, xong là 1, 2, 3 cái là ai nhanh tay thì được. Để là 1k. Ôi, chú Tiến chơi lớn luôn. Đối tác chơi lớn luôn, chưa cần mini game. Đối tác này chơi cũng. Ôi, làm xong 1k. Anh chị em ở trên livestream muốn săn set quà Euro nhá. Muốn săn set quà Euro ngày hôm nay 1k, comment cho em số 1 đi. Đúng. Chị, anh chị comment số 1 nhá. Comment cho em số 1 để chuẩn bị lên set quà nha cả nhà mình nhá. Comment 1 và đẩy team cho em lên 10k team nhá cả nhà mình. Mới lên 5k thôi nào. Được chưa? Comment cho em số 1. Các bạn muốn săn thì sang hết bên Global để săn nhá. Ở bên Tiến không săn được đâu. Anh chị ơi, chuẩn bị nha, hôm nay chúng em sẽ lên 5 suất tri ân mọi người 1k. Anh chị nào muốn săn set du lịch đâu, set du lịch đâu em? Anh chị ơi, set du lịch đây nhá. Set du lịch ngày hôm nay lên cho cả nhà mình là 1k. Được chưa? Comment cho em chữ 1k nhá cả nhà mình ơi. 224 số 1 rồi, là comment cho em số 1 nhá. Comment cho em số 1. Và đẩy cho em lên 20k team nhé. Qua 10 số 1 lên 20k team. Lúc nào lên tròn 20k team thì bên kỹ thuật bên em sẽ set cho cả nhà mình. Ok không, để cho chủ tiền nói, Đây đang để chờ một lúc nữa các bạn từ bên này tràn sang bên đấy để cho các bạn săn. Yeah. Quá tuyệt vời. Đúng rồi, đối tác chiến lược uy tín. Quá uy tín. Em chúc công ty Hoàng Tiến làm ăn thật phát đạt, luôn luôn thuận buồm xuôi gió, mọi chuyện là thuận lợi. Chúc công ty Hoàng Tiến mãi đỉnh. Mọi người nhớ sang bên Global để săn một set du lịch 1k nhá, 5 set nhá. Wow. 1k anh chị nhà mình ơi, anh chị sang comment cho em số 1 nhá. Comment cho em số 1 được chưa? Đấy, để chúng ta lên 5 suất 1k, nhanh tay cả nhà mình ơi. Được chưa? Bây giờ đẩy lên bao nhiêu? Lên 1k rưỡi view nhá. Ok. Em giữ ra rất là có đơn giản, để 2k view đi. Để lên 2k. Ơi chị thôi, cả rưỡi view thôi em. Anh chị ơi, 1k rồi. 1k rồi. Mọi người ơi. Anh Linh nhỉ. Hello anh. Anh chị ơi, lên hiện tại một k rưỡi thôi nhá mọi người nhá. Đúng 1k rưỡi thôi. Ôi chị ơi. Thôi 1k rưỡi thôi. Em đang nhìn xem. Được rồi chị ạ.
em lên, anh chị ơi lên 1k rưỡi view thì chúng em sẽ lên 5 suất 1k, giống lời giống như là hôm nay là công ty Hoàng Tiến là tài trợ nhỉ. Hôm nay đây là quà, đây là phần tri ân tài trợ từ đối tác công ty Hoàng Tiến. Các anh chị mình comment cho em số 1 và đẩy cho em lên 1,5k view nhá. Đúng rồi. Quá tuyệt vời luôn, lăm xăm lăm. Wow. Chúng ta suy đi nào. Ở bên này rất thông quá nhỉ. Đúng rồi thành nhá. Quay lại đi. Với cái set, với cái set đang có giá là 205k đúng không? Đúng rồi ạ. Không, set 5 món giá gốc là 290k và nhà mình đang bán là 220k. Đúng rồi, set 5 món là 290k và nhà em hôm nay là vô trợ giảm đạt xuống còn 220k anh ạ. Nhưng mà sẽ lên 5 suất 1k tri ân mọi người nhá. Đấy, có nhà tài trợ ở đây rồi. Đúng rồi, 1,2k view rồi cả nhà mình ơi. Tranh thủ nhá. Comment cho em số 1 nhá mọi người ơi, không phải comment nhiều đâu, comment cho em số 1 thôi. 11 giờ lên nhá. Dạ, sao anh? Chú ạ, 11 giờ lên. Đúng 11 giờ thì lên. Đúng 11 giờ lên. Đây. Anh chị ơi, hôm nay là bên đối quý đối tác của nhà chúng em đã báo rồi là 11 giờ là không săn được thì là ở trong giỏ hàng vẫn có cái giá là 220k nha cả nhà mình nhá. Đúng rồi, anh. Ê chú ơi, em phải gọi thằng Thi. Chú ơi, không có đâu. Chú ơi. Chú ơi. Nãy giờ nhớ lên rất là hăng người hết. Đúng rồi. Nè chú ơi, tôi cũng là thật. Cháu sẽ xong rồi. Cháu sẽ xong rồi. Tưởng mai chú bảo dừng lại. Nhưng là anh chị ơi, đúng 11 giờ lên nhá mọi người nhá. Đúng 11 giờ tròn lên. Anh chị comment cho em số 1 nhá. Tí nữa em xin phép mọi người là ai đã comment thì bên em mới gửi tặng mình phần tri ân được nhá mọi người nhá. Đó. Ừ. Đúng không? Nói. Nấu đi. Qua này mình đang làm đêm rồi. Nấu đi, nấu đi. Nấu. Đọc đi. Anh công ty Hoàng Tiến đọc đi. Nói tắt này. Thôi em ơi, chụp màn hình lại. Rồi. 1,2k số 1 này. Lên đi, mọi người comment nhiều quá rồi. Có khi là chuẩn bị lên đi. Vâng. Cháu chuẩn bị xong rồi, đúng rồi. Chuẩn bị xong rồi anh ạ, chuẩn bị xong rồi. Cháu để 5 deal chú nhá. Để 5 deal, để 5 deal nhá. Vâng ạ, nếu các bác không săn được 1k thì cháu để 220k nhá. Nào thôi, chắc là cũng không lên được view nữa đâu. Chắc là mắc là 1k mốt view rồi. Chắc là mắc là 1k mốt rồi. Phần chiên này để cho chủ tiền đếm nhá cả nhà mình nhá. Không, chú đếm thì lại bị chậm, để ở đâu bên đấy đếm. Em xét đúng 23:00 mà lên, đúng 11:00 mà lên. Đâu? Anh chị ơi, anh chị làm này, bây giờ lại ai chưa thêm vào giỏ hàng thì thêm vào giỏ hàng cho em, bởi vì nhà em đã xét 1k và 5 suất ở trong giỏ hàng. Ai chưa thêm thì thêm vào giỏ hàng cho em, bởi vì bây giờ này chỉ còn đúng 1 phút nữa là sản phẩm sẽ tự lên nhá. 1 phút nữa thì sản phẩm sẽ tự lên. Đừng có em. 1 phút nữa sản phẩm sẽ bùi khác lên. Một phút nữa thì sẽ có trong giỏ hàng. Nên là cả nhà mình thêm vào giỏ hàng giúp em. Chỉ còn một phút nữa thôi, đúng 2-3 giờ tròn 00 nhá mọi người nhá. Ai comment thì em xin phép là sẽ gửi cho những anh chị nào comment nhá mọi người nhá. Còn ai không comment thì thông cảm giúp em được chưa? Okay. Nhanh tay cả nhà mình ơi. Hai chín rồi. Đối tác uy tín quá. Ôi, đối tác uy tín quá. Nào, chuẩn bị nhá. Ok. Vài tay nữa thôi. Em ơi, đếm giờ có đếm tay ở đấy không? Có điểm dây không để không, mọi người điểm nào? Không có điểm dây đấy à? Ơi trời ơi, một chuẩn bị nào cả nhà mình ơi. Anh chị nào đã săn được thì tí nữa comment em xin chị đã săn cho mọi người nha. Còn đúng bây giờ đang trong giỏ hàng rồi. Ai muốn săn được thêm trước vào giỏ hàng cho em. 2, 3, 4, 0, 0. Đúng, ok. 5, 4, 3, 2, 1, đi. 1k cả nhà mình ơi, hiện điện thoại chưa? Nhanh tay cả nhà mình ơi, nhanh tay. Ôi, từ từ, sao của em nó không thể xuống 1k vậy? Đây cả nhà mình ơi. Đây cả nhà đợi tí nhá. Nó đang ấy. Sao của em nó chưa nhỉ? Nó xuống đi em. Hello, ai đang diễn ra rồi á? 1k này. Tại sao nó không hiện trên này? Sao nó không hiện nhỉ? Mọi người ơi, sao ai săn được chưa ạ? Ai đã săn được 1k thì comment cho em chứ đã săn nhé. Đã sử dụng 3 rồi nhẹ. Đã sử dụng 3 rồi. Đã mọi người sử dụng đi. Săn được có 3 người mua rồi anh chị ơi. Từ từ. Mọi người ơi. Không hay quá nhưng mà răng. Hay là tại nhiều quá. Hay là phải bấm vào mua nó mới hiện 1k nhỉ. Thế à? Không thấy. Đã ấy đâu. Có xếp đâu.
Em thấy chị đã săn rồi nha mọi người. Đây chị ơi, có chị Dung không bốn nha, anh chị nào đã săn được rồi. Con mời em xin chữ đã săn anh chị nào ơi. Chị Dung đã săn rồi nha. Chị ơi, ai đã săn con mời em xin chữ đã săn nhá. Còn anh